số bà bán nè. Bà bán sớm giờ được không? Được chứ. Nay dai hả? Bà nay nhiêu tuổi rồi? 71 rồi hả? Bà tên gì? Trần Thị Ngọc Quý. Trần Thị Ngọc Quý, dạ. Đó, nè giấy số của bà nè. Thấy không? Nãy giờ có chạy không? Rồi, dở lên đây coi. Dạ, con xin chào bà. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay hội đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương. Có vợ chồng của cô chú Trần Mậu Hưng ở bên Mỹ, dù xa quê hương nhưng nhìn về quê hương cũng bằng cái tình cảm yêu thương, phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà. Rất là thương cho hoàn cảnh của bà. Bà sức yếu tuổi già nhưng mà mỗi ngày bà còn bươn chải trong cuộc sống để đi bán vé số. Thì ngày hôm nay con xin trao tặng món quà yêu thương dùm cho vợ chồng của cô chú Trần Mậu Hưng ở bên Mỹ. Xin trao tặng cho bà 300.000 nha bà. Cái số tiền này cũng hy vọng một chút ít nào đó để bà có thể trang trải cuộc sống qua ngày, cơm áo gạo tiền. Nam Mô A Di Đà Phật, bà dành ăn nha bà. Cảm ơn cậu nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà. Dạ, tôi Trần Thị Ngọc Quý, tôi cảm ơn Trần Mậu Hưng giúp đỡ cho tôi số tiền gì tôi cũng rất quý, cảm ơn rất nhiều. Năm cũ bước qua năm mới, chúc cô chú cũng khỏe mạnh và mạnh giỏi để thăm viếng những cô bác già ở đây. Dạ rồi, 300.000 bà thèm dạ. Gì bà mua nha. Rồi, dạ, cảm ơn cậu nhiều. Đó, đi bán vé số bà phải ngồi. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật trời tác đại chứng minh. Dạ. Nè con kìa. Dạ, một lần nữa con xin cảm niệm và tri ân tấm lòng bao la cao cả của vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng rất là nhiều, cho tặng món quà yêu thương cho bà ngày hôm nay. Bà cùng con niệm Phật hồi hướng công đức nha bà. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi hướng công đức lành cho vợ chồng của cô chú ạ. Rồi, con xin chào bà nha. Rồi chưa? Nam Mô A Di Đà Phật. Hội đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương. Có vợ chồng của cô chú Trần Mậu Hưng ở bên Mỹ, dù xa quê hương nhưng nhìn về quê hương cũng bằng cái tình cảm yêu thương, phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà. Thưa mọi người, thưa cô chú ạ, hoàn cảnh của chị này rất là khó khăn, mỗi ngày đi bán vé số phải dẫn theo ba đứa con khờ nho nhỏ. Chị ơi, bé nào bé lớn vậy chị? Vậy hả, bé này bé giữa đó hả chị? Bé giữa. Còn bé này? Bé này bé Út. Bé Út hả? Dạ, thì bằng cái tình cảm yêu thương, con xin trao tặng món quà yêu thương dùm cho cô chú Trần Mậu Hưng, dùm cho chị trong hoàn cảnh mấy mẹ con đi bán vé số để sinh sống qua ngày. Đó, đây là số tiền 300.000 của cô chú Trần Mậu Hưng xin trao tặng cho chị. Cảm ơn cô chú Trần Mậu Hưng. Rồi. Dạ, xin cảm ơn cô chú Trần Mậu Hưng đã giúp đỡ. Dạ. Chúc cô chú năm mới bằng ăn phát đạt, luôn dạ. Thành công trong công việc. Dạ, 300 ngàn này hy vọng là chị dạ. Có tiền, chị mua bánh, mua sữa cho con chị ăn nha. Dạ, cảm ơn chú. Đó. Cảm ơn ông bà đây con. Con cảm ơn ông bà. Chúc ông bà năm mới vui vẻ. Con gái chúc gì không? Dạ, chúc đi con. Con gái chúc ông bà luôn khỏe mạnh. Rồi, rất là tội nghiệp thưa cô chú ạ. Đó, mỗi ngày cầm một đống vé số đi bán để nuôi các con khờ nho nhỏ. Nam Mô A Di Đà Phật. Hương cảm ơn. Dạ, một lần nữa con xin cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la, tấm lòng cao cả của vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng rất là nhiều, đã trao tặng món quà yêu thương cho gia đình của chị này phải nuôi con khờ vì hoàn cảnh khó khăn, cũng dẫn các con theo đi bán vé số rất là tội nghiệp. Cầu chúc cho vợ chồng của cô chú sở nguyện tỳ tâm, sở cầu như ý, đời đời được sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Xin Phật trời tác đại chứng minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, nè chị cùng niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật hồi hướng công đức lành nha. Các con niệm Phật nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A
Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Rồi con xin chào, em chào chị nha. Chúc chị đi bán giấy số hết. Rồi cho các con nha. Rồi bye bye.